nhanh đổ lá đưa cha, mấy thu rồi nào nồng phấn tình ơi, cô thấu chẳng là chẳng chung tình lũy sơn ơi lang quân chàng ba lý hệ. Vì tình kia ngậm nhớ chức nhàn bơ vơ giữa dòng sâu vất vả bên sông Tương Nhạn lãng bày nhãn lại kêu sinh. Kìa, bà có sao không? Để tôi đi lấy thuốc cho bà. Đây, bà hãy uống đi. Có lẽ do bà ngồi dưới sương đêm đó. Không phải đâu. Có lẽ tại... Có lẽ do tại tôi xúc động quá. Tiếng đàn của chú hôm nay nghe sao buồn thảm, lúc bỗng lúc trầm, như quán như than cho số phận. Lời ca của bà đêm nay cũng ai quán lạ thường. Những lời hát viết chở đầy tâm sự. Nhiều lúc tôi ngỡ đâu tiếng nức nở giữa đêm khuya. Tiếc rằng tôi không phải là một nhạc sĩ để có thể nhờ tiếng đàn giải bài tâm sự. Đâu hắn là nhạc sĩ mới gửi gắm được nỗi lòng qua tiếng nhạc. Chỉ cần người khải đàn hòa lòng mình theo âm điệu đồng cảm với âm thanh. Khoáng nhạc bóng trầm theo từng tiếng tư rung, để người tri kỷ tri âm cảm được nỗi lòng ngủ ân trong tâm. Bấy lâu nay mang nặng trong lòng nỗi khát khao không thể nói ra lời, đành lặng câm đón nhận thương buồn, gửi tâm sự mình theo tiếng tơ rung. Âm điệu của dây tơ như tiếng nói xé lòng, từng bất nhạc hoang nhỏ có tâm sự, trách sao người lại vô tình dưng. Nếu như tiếng tơ kia là lời tâm sự thì chỉ mong rằng ai hiểu cho tôi. Nào phải đâu gỗ đá vô tình mà không dành lòng khi tiếng tơ rung. Chỉ tiếc là tôi học nghệ chẳng tinh, hy vọng sẽ không làm cho người nghe khó chịu. Hay hay dở không phải do người đàn mà là ở người nghe. Nếu giữa đôi bên có sự đồng cảm thì dù cho cung bậc có sai dần lát điêu, nhưng người nghe cũng cảm nhận được như là tiếng than thở giữa đêm mơ khuya. Tất cả nỗi lòng ai đó muốn gửi trao như lời tâm sự. Đập đàn dở tan khi hay tin cây lòng xúc động. Trong cõi nhân gian biết ai tri kỷ để kiếm tiền, đường đời đi sắp hết, mái tóc đã pha sương. Mới tìm được kẻ tri âm, dù cách trở núi sông vẫn nghe kề cận bên mình. Lòng luôn thương nhớ một đời đâu dễ tìm tri âm. Đêm nay trăng hạ quyền sắp hết, như cuộc đời của những kẻ ngồi đây. Chị Hằng ơi, chị bao nhiêu tuổi, sao người ta gọi chị mà bảo chị già? Trẻ hay già đâu thể dựa vào danh xưng, và càng không thể tính thời gian chồng chất. Chẳng qua là kẻ sống nhiều, người sống ít, nên không thể đem thời gian để tính tuổi xuân. Dù cho chồng chờ tháng năm, thường nhớ dân như vào xuân. Nắng xuống dần không phai nhà, ngày xưa Hán Đế tiễn Chiêu Quân ra đi với cõi lòng tan nát. Ngày nay cả hai gần nhau trong gang tấc mà như cách trở quan sang. Cũng nát tan cõi lòng, ngổn ngang tự do biết bài tỏ sao đây. Ước mơ chợt đến muôn màng, nỗi lòng này ai thấu cho giùm chăng? Chúa xuân dần tan, nào ai tri kỷ tri âm, mấy ai hiểu lòng Chiêu Quân. Nặng mang tâm trạng khắc chung khi tiếng đưa giấc mơ.